lại quá khứ, cứ tập trung vào tương lai. Những lời cha đã nói, Rio Ma vâng lời ngài, để trở thành một tương đại huyết thống của tộc Samurai. Hàng ngày mãi tập luyện nghiên cứu chiến sự 102, nơi sức mạnh đánh giá cao hơn thứ khác. Anh nổi bật thân người xem chán nản là thứ rác, nhưng mà biết làm sao được tất cả xuất thân như anh ta. Cha của họ đều đã bị giết ngoài chiến trường cũng như cha Rio Ma. Khi còn nhỏ anh rất nhút nhát, nghiên cứu chiến thuật tiêu diệt kẻ ác. Xung quanh anh luôn bị bắt nạt, tưởng như cuộc sống anh dần tẻ nhạt. Đồng đội luôn đứng ra bảo vệ anh, hành động như vậy như việc trả ơn. Cậu ta học trò của cha, dạy lại anh càng giỏi hơn. Nhưng mối quan hệ này không tồn tại mãi mãi, mình lệnh trong quân ngũ khiến chiến cốt này chia hai. Trường đình Bedo rồi bắt chia phe, cứ thế mỗi bên một thế lực. Anh không thể ngờ sẽ có một ngày hai chúng ta phải giành giật. Vì vua qua đời phải đối mặt sạch ngoại xâm, anh là quân sư chúa hoàng tử trẻ nhiều năm, nhanh chóng nhấn lực lượng và lập được nhiều chiến công. Kinh đô được ra lệnh phải giết hoàng tử này mới xong. Tấn công không hổ danh Rio Ma, cả biệt đội thích khách cùng đôi chỉ huy đi xông pha. Hắn muốn giết chết hoàng tử nhưng trước hết bước qua ta, đã có kiếm ở trong tay hạ thích khách bước ra xa. Cuộc chiến qua khắc máu nó nhuộm đỏ cả mặt trăng, bao giờ mới kết thúc còn cách đâm chí mạng vào hắn. Còn đô không giết anh khi lưỡi gươm dừng ở cổ, cả bầu trời quá âm mưu sức mạnh nguyệt tộc vừa đấu bổ. Rio Ma thét lên, tại sao anh không giết tôi, chỉ cần một chút lực nữa có lẽ rằng anh đã thắng rồi. Chỉ có anh và sư phụ đã mấy năm qua tôi tự hào, đó là chân chói con đô nó ra và Rio Ma đã thét gào. Để gãy thân kiếm và chung một nửa của nó cùng con đô, anh thề sẽ không bao giờ sử dụng tay phải của mình nữa. Danh vọng vinh quang và cả tâm hồn của một sát thủ Samurai, anh nhặt thanh kiếm con đô từng dùng mang đi đến hết rồi còn lại một người anh cũng như đồng môn của tôi. Tôi quá tàn khốc chỉ vì đứng lên giúp gia tộc của mình. Tôi không biết rằng người hôm nay tôi ra tay tàn độc lại là người thương tôi và chưa bao giờ xem tôi là thù địch. Thù hận ganh ghét chỉ là phù du, kẻ thù xâm lược mới là thù chung. Mỗi người mỗi ngã đâu ai biết trước, cuối đời nhìn lại mấy ai ung dung. Đại tướng Nguyệt Tộc, tướng Nguyệt Tộc, tướng Nguyệt Tộc, đại tướng Nguyệt Tộc. Thù hận ganh ghét chỉ là phù du, kẻ thù xâm lược mới là thù chung. Mỗi người mỗi ngã đâu ai biết trước, cuối giờ nhìn lại mấy ai ung dung.